Video này tôi giới thiệu đến các bạn là cây mèo kép gỗ của Trung Quốc. Tất cả nó đựng trong cái hộp như thế này. Dây này thì mình có thể kéo dài ra để đeo được, hoặc là mình thu gọn lại. Tất cả bộ này là 1,3 triệu. Ngang bằng với cả một cái đàn guitar 1,3 triệu. Nhưng mà nó thực sự là cao cấp, làm từ gỗ mun. Tặng dây treo này, tặng nguyên cái hộp chống va đập như này. Ở đây nó là hai thanh sáo, tức là gồm có hai cây. Bản chất nó là hai cây được gắn nối với nhau bằng cái hộp inox này, gọi là khớp xoay inox. Bởi vì là nó có thể rút ra và xoay được. Đấy, cái thanh này chúng ta có thể rút rời ra được. Đây, sáo đây. Đấy, lá đồng ở đây. Chúng ta gắn vào. Thanh bên đây cũng rút ra. Như thế này nếu như xảy ra cái sự cố gì, chúng ta có thể dễ dàng sửa chữa hoặc vệ sinh. Nhưng mà sự cố thì chắc là rất khó, bởi vì trong cái hộp inox này nó rất là an toàn và kín. Lâu quá thì nó có thể bị bụi vào thôi, chứ bảo vệ và va chạm mà làm vênh nó đầm thì cũng rất khó. Vì cái hộp inox này nó là rất an toàn và cứng. Nó chỉ chừa ra hai cái rãnh nhỏ này thôi, hai khe hở để chúng ta thổi hơi vào thôi. Ngoài cái việc rút ra thì chúng ta có thể xoay, xoay để thuận cho tay trái và tay phải. Ví dụ ở đây mình là thuận tay phải thì mình cầm như này. Còn nếu là tay trái thì chúng ta này. Đây. Chúng ta phải ngậm cái miệng này vào đúng không? Đây miệng đây. Thì cái hệ thống lỗ nó đang nằm ở dưới này, chúng ta xoay ngược lên là được. Đấy, ví dụ ở đây. Chúng ta xoay cái này lên. Đây là chúng ta cầm được tay trái. Thì bạn nào thuận tay trái hay phải thì đều không phải lo ngại. Nó đều thuận cả hai tay được vì nó là khớp xoay. Cái thân này thì nó làm bằng gỗ mun. Còn đầu thì nó bọc là gỗ dạng như gỗ hồng mộc. Tất cả đều có các cái vết kết nối này, đều có như vòng inox, nhìn rất là sáng và sang trọng. Âm thanh thì cả hai cây đều rất là vang và hay, chuẩn nốt. Mà kể cả giả sử như nó có không chuẩn chẳng hạn thì đều có thể chỉnh được. Bởi vì cái cây sáo mèo nó rất dễ chỉnh, nó chỉnh ở cái lá đồng này. Nó không như là cái cây sáo ngang. Nếu như sáo ngang mà khuyết sai lỗ ấy, là không chỉnh được. Nhưng sáo mèo thì chỉnh ở lá đồng. Cho nên nếu như xảy ra sự cố, chúng ta có thể thay lá đồng và chỉnh sửa hết. Đây là cây to này. Cây bé này. Nhát thế thôi. Còn chi tiết thì cái cây này tôi đã đánh giá ở hai video cách đây khá lâu rồi.
rất là chi tiết, từng nốt từng nốt, và cấu tạo như thế nào, chi tiết thế nào, cầm nặng tay thế nào. Và nói chung là nó cầm nặng tay thật. Nó phải nặng gấp chắc là 4-5 lần cái cây song mèo kép của Việt Nam. Bởi vì nó là cái loại gỗ đặc, xong rồi nó khoan lòng ra, xong nó đánh bóng tiện, cắt đấy, rồi khoan lỗ. Nó cực kỳ bóng luôn, bóng loáng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.